Không anh Hai ơi, Hai ấy xe đó cho ta chở đồ nóng vô trong đây luôn Hai ơi. Chạy đi được bà ấy để đập nóng kia gì mà. Ở chị Hai anh Tư, ở chị Hai đâu á? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. con chứ là hai chưa nữa hả? Chị dẫn con đấy con. Dẫn con năm này đừng nát ai để qua đây giùm lý. Dạ đây cũng được có gì đâu. Để dọn hai nó mau với nhà của thằng này để chiều lên chiều ngàn của nước. Nhà cái ăn thì em đồng có nửa tiếng rồi. Có 20 phút rồi, mỗi 20 phút con đi chung rồi. Để 20 phút con đẹp. Cái này mới ta mà người ta mới được này mới được tới về chạy lò áp 15 tiếng luôn không ngủ không? Nhỏ tiếng nha. Em ơi còn nó trai